Tiếng hay quá các bạn. Đây chính là một cái dòng micro mà rất nhiều các bác đang săn tìm ở trên cái thị trường Việt Nam chúng ta. Làm sự kiện cũng ngon, đấy, hát gia đình cũng phê. Và dòng Tilacap với cái thương hiệu đến từ đất nước Mỹ, chắc chắn các bác không ai lạ gì rồi, đúng không? Và đây chính là một cái dòng sản phẩm mà ngày hôm nay Cao Hiền xin được giới thiệu cho các bác vào ngày 13 tháng 2 năm 2023 các bác nhé. Xin được cảm ơn tất cả các bác trong khoảng thời gian qua đã luôn luôn yêu thương, luôn tin tưởng đồng hành cùng thương hiệu Cao Hiền Audio. Và chúc cho tất cả các bác một ngày mới luôn luôn vui vẻ, bình an, hạnh phúc. Một năm mới an khang thịnh vượng, gặp nhiều may mắn. Các bác nhớ là xem thật kỹ video này, em Hiền cũng sẽ làm ngắn gọn thôi. Các bác đừng tua qua nhé. Xem thật kỹ để mở mang tầm mắt và chúng ta mua cũng được, không mua cũng không sao. Và đây chính là một cái dòng micro mà cho ra một cái chất âm uy lực, mạnh mẽ, sóng sánh, cực kỳ ổn định. Có thể dao động tầm khoảng từ 30m cho đến 70-80m, thậm chí là cả 100m để cho anh em làm show, làm sự kiện cũng như là các bác xài gia đình, phòng hát đều rất là ok. Và khi xem video, các bác ai là những người chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ Cao Hiền. Ai chưa like thì chỉ mất có 3 giây thôi, cho em Hiền xin một like đi các bác ơi. Đấy, một món quà tinh thần, một món quà động viên cho Cao Hiền ngày càng ra những video chất lượng hơn. Và luôn luôn tự hào là một trong những đơn vị hàng đầu tại Việt Nam chuyên cung cấp tất cả các dòng micro sách tay, dòng micro sự kiện, dòng mic tháo phòng hát, và không làm cho tất cả các bác chúng ta thất vọng. Và đặc biệt sẽ có một cái mức giá là hợp lý nhất có thể dành cho tất cả các bác, các chú, các anh, các chị trên toàn quốc luôn. Và bây giờ thì em Hiền xin được giới thiệu cho các bác dòng micro với thương hiệu là Tilacap. Đây các bác nha, Tilacap 3300 này, Tilacap 3300 này, Tilacap 3000 này, đấy, các bác nhìn đây này, Tilacap ST228 này và Tilacap C9. Mấy cái con này của nó thì tay chân của nó thì đều như nhau hết các bác nhá. Các bác ạ, tay chân của nó đều như nhau, mặt mũi của nó đều như nhau, và Cao Hiền bán đồng giá như nhau. Và tất cả cái mặt này của nó các bác có thể nhìn thấy đây không ạ? Tất cả vẫn còn nguyên seal, nguyên giấy ni lông, mặt mũi của nó thì còn khá là đẹp các bác. Những con bên dưới này thì em Hiền chưa bóc seal, chính vì vậy các bác nhìn nó sẽ không đẹp, không sáng bóng bằng những con bên trên. Các bác nhìn thấy không ạ? Và nói về Tilacap thì anh em là những người dân chơi âm thanh, những người am hiểu thì các bác biết rồi. Đây, một cái thương hiệu rất là nổi tiếng đến từ đất nước Mỹ. Đây, và với cái dòng mic này thì chắc chắn một điều là các bác sẽ không bao giờ thất vọng về cái dòng sản phẩm này đâu. Đấy, anh em có thể nhìn thấy không? Đấy, đây các bác nhìn lại cái tên nhá, 3300 này, 3300 này, 3300 này. Đấy, 3300 này, 228 và C9. Tất cả những con này thì các bác yên tâm rằng là chất lượng âm thanh của nó cũng đều như nhau thôi. Và tay chân thì em Hiền cũng đã nói rồi, tất cả đấy, anh em thợ cũng đã bỏ ra vệ sinh tuốt tát, làm spa lại đấy, cho nó đẹp. Bởi vì những dòng micro mà hàng bãi, hàng đã qua sử dụng thì không thể nào 100% như hàng đập hộp được. Và kể cả ở bên phía trong các bác có thể nhìn thấy đây không? Đấy, vẫn còn nguyên tem, nguyên seal đấy, và cồn kia các thứ thì cũng còn khá là đẹp. Đấy, vẫn còn nguyên tem của phòng hát các bác này. Đấy, lấy pin của nó thì còn nguyên hết, chưa có cái nào bị gãy các bác nhá. Đấy, côn cái thứ thì trước khi gửi đi cho anh em thì là em Hiền sẽ test tiếng đầy đủ. Đấy, và anh em thợ sẽ vệ sinh từ dọ này, thân này, và một cái bộ micro khi gửi đến cho các bác là nó sẽ hoàn thiện và có cả chống lăn xịn như thế này các bác nhá. Đấy, tay của nó màu đen xám. Đấy, màu đen nhám rất là đẹp. Các bác có thể nhìn thấy là cái côn của nó là côn Tilacap. Đấy, tay chân của nó thì là các bác biết rồi. Và dòng côn này nó cho ra chất âm là nó sẽ rất là uy lực, mạnh mẽ. Đấy, giải trầm nó rất là sâu. Đấy, bát trung tép đầy đủ. Và với dòng này các bác là những người thiếu hơi, hát yếu, hoặc là những người mà hát kém thì dùng bộ micro này thì cái tỷ lệ là bắt tiếng, tỷ lệ là hát ấm, hát ra dễ thì nó sẽ nâng cao hơn rất nhiều so với lại những dòng micro thông thường. Anh em có thể nhìn lại cái đầu thu một lần nữa nhá. Đầu thu nó rất là đẹp, Tilacap. Đấy, và nó hiển thị chuyên nghiệp, một nút nguồn ở giữa các bác nhá. Đấy, và hai cái nút hiển thị, hai cái màn hình hiển thị chương trình hai bên. Đấy, hiển thị rất là đơn giản thôi, bởi vì với cái tiêu chuẩn của châu Âu, đấy, người ta tránh tình trạng là rất là ít lỗi vặt xảy ra, thì người ta chỉ cần lại đến là như vậy. Và bây giờ thì cho các bác xem qua về cái bề mặt của bộ micro. Đấy, với cái mã là R3300 đây. Đấy, mặt mũi đầu thu thì còn cực đẹp, vẫn còn nguyên seal, mặt kính này vẫn còn giấy ni lông các bác nhá. Trước khi gửi đi thì em sẽ vệ sinh và lau chùi sạch sẽ. Và đây chính là cái nội thất của ruột gan Tilacap đây.
anh em có thể nhìn thấy là một cái ruột gan của Dilacac và biểu tượng của Dilacac đấy các bác này. Thì Dilacac nó là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng đấy, từ trước đến nay đấy, anh em làm show, làm sự kiện cũng như là tất cả các bác là những người đi làm sự kiện đám cưới, tiệc tùng, hội nghị, hoặc là các bác là những dân chơi âm thanh, các bác xài ở trong gia đình, thì Dilacac từ trước nay nó đã là đi vào huyền thoại, đi vào lòng dân rồi, đúng không các bác? Đây, và dòng này của nó thì gần như là không có hàng nhái các bác ạ, rất ít hàng nhái, bởi vì cái cơ chế hoạt động của dòng Dilacac ấy, nó rất là khoai, nó không hề đơn giản chút nào. Ở phía sau thì nó có hệ thống gain này, cắt tần số này, chỉnh và tăng giảm độ nhạy này, hai volume của nó là nằm đằng sau đây các bác nhá, to nhỏ nằm đằng sau này. Thì thường thường cái hệ thống âm thanh của các bác để ở cái ngưỡng nào nó hợp lý thì các bác có thể để, ví dụ như các bác để cho em Hiền là tầm khoảng 12 giờ thấy âm thanh mạnh rồi thì các bác cứ để cho em Hiền 12 giờ, còn tăng giảm thì là tất cả các bác tăng giảm ở trên vang, trên đẩy, chứ đừng có vặn đi vặn lại cái này nhiều làm gì, đúng không? Và hai tắc canon ở phía sau này đấy, đường mic out, và đối với con này thì nó có hệ thống là tăng giảm decibel. Ví dụ như hệ thống âm thanh của các bác yếu đấy, các bác có thể cho âm 10 decibel, còn nếu mà hệ thống âm thanh của các bác mạnh thì các bác có thể để về 0 decibel đó. Và jack của nó là jack nguồn 6 ly và có cái hệ thống bảo vệ để tránh tình trạng là bị tuột dây nguồn đấy, khi mà các bác gấp cái dây nguồn mà các bác luồn vào đây và mắt ngược sang đây và cắm ở đây thì kể cả các bác cựa như thế nào thì không bao giờ nó bị rơi. Và nói về cái khung sườn của nó thì các bác nhìn đây đấy, khung sườn của Dilacac thì nó gần như là các chẳng bao giờ có chuyện bị han tỉ, rất ít các bác nhá. Bên dưới này có tem mác này, Dilacac này, E3300. Và với dòng sản phẩm này thì em Hiền cũng sẽ để cho các bác với giá xả thôi, với cái giá rất là rẻ thôi. Rất mong tất cả các bác cũng sẽ tiếp tục ủng hộ các Hiền các bác nhá. Vâng, và bây giờ thì một cái phần cực kỳ quan trọng đó là test tiếng nhá. Test tiếng cho các bác nghe thử với cái chất âm của Dilacac nhá. 6712. Đây, hiện tại bây giờ em đang để rất là ít intro để các bác nghe cái phần chi tiết rõ ràng của nó nhá. 7712 3456 7 8 9 10 12 2 3 4 5 6 7 alo 1 2 2 6 7 alo 1 2 2 6 6 7 alo 1 2 3 4 5 6. Đấy, tiếng rất tốt và luôn các bác nhá. Đấy, rất ấm, rất dày, đủ ba tài. Và bây giờ thì em Hiền cũng sẽ giới thiệu sơ qua cho các bác đây. Đấy, và ở đây thì hiện tại bây giờ là em có tổng cộng là 7 bộ. Đấy, các bác nhá, 7 bộ thì có 6 bộ hoạt động hoàn hảo. 6 bộ hoạt động hoàn hảo thì trong đấy có một bộ. Đấy, có một bộ là tay của nó là nó không nhận đầu thu các bác ạ. Một bộ tay của nó không nhận đầu thu, tay của nó hơi xấu vào màn hình thì nó có hơi bị chấm như thế này một chút. Đấy, thì em thanh lý xả cho anh em với giá là 1.200.000. Đấy, một chỉ có một tay hoạt động bình thường các bác nhá, một tay không hoạt động. Đấy, và tay của nó là nó hơi xấu thì em để cho anh em với giá là 1.200.000 đồng. Đấy, còn bộ nào mà hoạt động hoàn hảo, tay chân đẹp, mặt hình trong vắt thì em xin phép để cho anh em với giá là 2.500.000 đồng một bộ micro Dilacac như thế này các bác nhá. Đấy, giá thành này của nó thì em khẳng định luôn các bác là cũng rất là ok rồi. Đấy, về anh em thợ ai mà cần lấy linh kiện hay ai cần xài một tay không á thì các bác có thể gọi Cao Hiền lấy bộ 1.200.000 các bác nhá. Đấy, còn bộ nào mà ngon lành hình nào thì em để cho anh em với giá là 2.500.000 đồng bao ship toàn quốc. Khi gửi đi cho các bác thì có cả dây lai, đấy, có cả nguồn, đấy, và có cả chống lăn xịt như thế này đây các bác, đầy đủ phụ kiện. Đây, các bác về không cần phải mua thêm gì cả, đúng không? Rồi, và em Hiền cũng xin nhắc lại nha, bộ 1.200.000 là chỉ có một tay hoạt động được thôi, còn một tay không hoạt động được và ở trên này của nó là nó có chấm màn hình. Đấy, có chấm màn hình một chút. Đấy, còn tất cả những cái tay mà bình thường thì nó sẽ đẹp, sạch sẽ các bác ạ. Cái này của nó là bình này. Đó. Ok, và bây giờ thì em cũng rất mong tất cả các bác xem xong thì nếu thấy video hay thì cho em Hiền xin một like. Đấy, đăng ký kênh, bật chuông thông báo lên để theo dõi những video mới nhất các bác nhé. Rồi, và bây giờ thì em Hiền cũng xin phép dừng video. Chúc cho tất cả các bác một ngày mới vui vẻ, tràn ngập hạnh phúc. Xin chào tất cả anh em.